Đây có một ông anh này, chú anh chị ơi, mình hỏi ông anh này coi sao mà nguyên văn sao cây húc nốt này nó uốn vòng như là một con rồng vậy đó, nhìn lạ quá. Dạ đây cây húc nốt là của chú anh chị, uốn vòng như là một con rồng vậy đó, nhìn lạ quá cô chú anh chị ơi. Này Lúc mình nãy gom gần hỏi cho cô chú anh chị cái xem nè. chỗ này là mà nếu mình muốn dễ hiểu là sao hậu đường ra trên à? Ở đây nó gần hồ chuyện gì? Mình mới phát hiện ra từ tảng đá, một tảng đá hình giống ông cá heo nè cô chú anh chị ơi. Hai con mắt này với cái mỏ dài nè. Tảng đá này nè cô chú anh chị. Hình giống như một con cá heo đó cô chú anh chị ơi. Quá lạ luôn rồi, cục đá hết sức bự, hình giống như một ông cá heo. Dạ, chó hồi xuống chơi, trà chơi. Đây mình đang lên chân núi nữa, mình quay có gì lạ cho cô chú anh chị xem nha. Ở đây chim kêu dượng hú quá thế cô chú chị ơi, chim kêu dượng hú quá, đá nó chồng 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 lên cây bồ đề nè. Cục đá, tảng đá rất là bự luôn. Vâng, có cây bồ đề nó mọc lên. Đá nhưng mà không phải một tảng đá, nhiều tảng đá kê lại dính lại với nhau, chồng 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 lên. Có cây bồ đề nó quấn luôn. Ấn Độ là lá lá đỏ. Bồ đề này về Việt Nam ở đây dùng là núi cái kêu kê bồ đề rồi bồ đề Bồ đề Ấn Độ. là lá đỏ ha. Có luôn. Hết sức tảng đá bự. Có cây bồ đề mọc chính giữa. Hai cây bồ đề luôn. Trên này rất yên tĩnh của chú anh chị ơi. Đá đâu không. Dạ. Mấy cây này thuốc nam là năm Đinh Lăng này nè, năm là thuốc nam không nè. Cái anh cho đồ đó tàn lắm cho không. Dạ. Nhà chú đó hả chú Nam? Anh Nam. Tảng đá rất là bự cô chú anh chị ơi. Ở đây xung quanh này là toàn là rừng cây cối núi đá không, rất là yên tĩnh. Ai tôi muốn tu rồi lên đây ẩn tu là rất là yên tĩnh này cô chú anh chị ơi. Quá thế tảng đá rồi. Đá hết sức đá luôn, cục nào nó chà bá luôn, đá mọc chuối trong chuối luôn nè chú chị, đá mà có chuối, chuối mọc trong đá. Mới tới chú ơi. Đây là sữa. Đây quá mát rồi cô chú anh chị ơi, quá mát luôn. Quá mát luôn, sau lưng qua nền núi. Núi cấm. Kìa anh khủng long kìa. Dạ. Khủng long đó là khủng long đó. Nghe chú mặt đây hả chú? Đây cục đá bự khủng long nè cô chú anh chị ơi. Quay lên máy bây giờ thấy con mắt luôn đó. Dạ dạ. Mình đứng ngoài ổng mình hỏi thăm mấy tiếng. Dạ dạ. Dạ chú ở đây lâu chưa chú? Ở đây 4 năm rồi. 4 năm hả? Dạ. Lên năm 2020. Này mình mua đất tại đây luôn hả chú? Dạ. Dạ. Chú ở đâu lại đây? Ở Lăng Gù. Lăng Gù. Biết Lăng Gù không? Dạ dạ biết. Ngày bắt luôn hả chú? Ngày bắt luôn. Ở đây hả bạn kia? Ở đây tôi ở biết Thư Ngoan không? Dạ dạ biết, Thư Ngoan. Thư Ngoan là ông ở Bình Thủy đó chú. Ở Bình Thủy. Dạ. Đó. Dạ. Những dòng họ tôi đó. Cháu ruột của chú đó hả? Cháu ruột đó. Ổng bốc Phúc Nam không đó chú? Làm phước lắm luôn. Dạ nổi tiếng. Phước đây nè anh.
gan sơ gan. Dạ dạ đúng rồi. Lúc trước còn cũng có cái là đo hốt thuốc uống mà. Trước còn có bệnh thời gian. Bên bình Mỹ đó còn chồng họ tôi là bên sông đó. Dạ bên bây giờ cái cầu đang bắt qua đó chú, qua sông đó, cái cầu có cây cầu á trên Bình Thủy á đó. À Bình Thủy có cầu qua sông rồi, cầu Định. Dạ. Hỏi thăm ổng là hỏi thăm dòng dưới là còn dòng họ đó. Chú thứ mấy? Tôi hả? Dạ. Tôi thứ năm. Thứ năm giờ thứ năm. Uống nước chú. Chú lên đây, hai bà lên đây, ở đây yên tĩnh quá. Thì cất cốc ở tu mà, phải lựa chú yên tĩnh rồi. Rồi cái chú đó là gì của chú à? Này, đạo, em mấy ông đạo hả? Cũng lên đây điều dưỡng rồi, nó tập sự tu luôn đó. Dạ. Lên đây tập ăn tương rồi, tu. Ngồi ngồi ghế đi. Dạ, đây, dạ. Đây còn gì bằng nữa. Đất này của mình không đó hả chú? Vòng vòng đây được có ba không hả? Dạ. Còn ngoài ra thì của người ta rồi. Ở đây có trồng cây gì để mình thu hoạch hàng ngàn chú. Trồng thuốc chủ yếu là đó, mà hổng tôi lên xin kem cho rồi cũng trồng thuốc cho luôn. Trồng thuốc nam hả anh Nam? Thuốc rồi cũng là ngải rồi đó. Ngải, dạ. Trồng đủ loại ngải rồi đó. Dạ. Các loại này thuốc kia cái đầu. Chú cũng tốt quá ha, trồng thuốc nam cho người ta. Cho lấy. Hai bà tôi tốt lắm mà, chứ phải dễ kiếm đâu. Dạ, khó kiếm lắm. Rồi mình cũng trồng lặt vặt để mình mua sinh hàng ngày. Dạ. Đấy, quá quý rồi chú ơi. Lại đi cặp cảnh vặt mà không hả? Cái khác không quay quay rồi. Rồi 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 cứ tự do đi, có gì chứ. Không biết thôi, biết rồi. Cứ tự nhiên. À, cảnh đá nhìn giống... cũng như là một cái đầu... con cũng rong bữa nãy chú nói. Cũng lông. Cũng lông ở xa nhìn lại có con mắt thấy không? Có cái miệng con mắt luôn á, có miệng khoét cục đá luôn, thấy không? Ở dưới tảng đá nhìn giống khủng long. Chú trồng mai kiển hết sức đẹp rồi, chú uống đẹp quá, đẹp đẹp quá, đẹp rồi. Ở đây cảnh núi non đẹp quá cô chú anh chị ơi. Ồ tảng đá nè, tảng đá này bự 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 không à. Cái bạn chú chùm lưới luôn nè, sợ sâu rồi chim rồi nó ăn. Một tảng đá nhìn giống như cái đầu khủng long nè cô chú anh chị ơi. Đây đây mình mới phát hiện một tảng đá giống như khủng long đây. Nhìn chuyện rất là lạ luôn cô chú anh chị ơi. Hồi nãy mình phát hiện một tảng đá giống cá heo, rồi tảng đá giống khủng long luôn rồi nè. Đó. Nhìn lạ quá lạ luôn chú anh chị ơi. Tảng đá nhìn giống như khủng long vậy đó. Mà đây có cái miệng với con mắt nè. Miệng rất là sâu luôn. Tảng đá này quá to luôn rồi, bự quá bự luôn rồi. Ồ tảng đá rất là bự luôn. Rồi cái tảng đá mỏng mỏng như này kê kê nha. Tảng đá hết sức bự luôn. Ai mà sắp sẵn vậy? Mình không hiểu sao mà tảng đá là người ta để cái mũi tên nè cô chú anh chị. Có một tảng đá là để con cái mũi tên, một cái tảng đá là có mũi tên. Không biết có ý nghĩa như thế nào. Đi lên. Một tảng đá là có mũi tên, một tảng đá là có mũi tên. Tảng đá nằm chê rồi, tảng đá bự rồi. Ừ. Cũng như mà con mà ôm vô mẹ vậy đó. Tưởng tượng như một tảng đá bự này mẹ mà để cho con dựa lo dựa lên mình mẹ. Con dựa vào mình mẹ vậy đó, tảng đá nhìn rất là linh thiêng cô chú anh chị ơi. Cũng như tưởng tượng như là con mà dựa lên mình mẹ vậy đó. Mẹ đưa cái mình cho con dựa lên vậy đó. Đây là bên mẹ nè, tảng đá rất là bự nè. Còn đây là bên con. Con dựa lên mẹ nè. Rất là linh thiêng. Hồ này khô, cây cối chết hết rồi cô chú ơi. Nắng hạn quá thế luôn rồi. Xa lưng mình là núi nè, núi Cấm nè. Núi Bàn Chân Tiên. Mấy con bò bây giờ không có cỏ để ăn luôn cô chú anh chị ơi. Bò bây giờ không có cỏ để ăn luôn á.
đậu bây giờ vàng lá chết hết luôn rồi, nắng quá nắng à. Hồ Thủy Liêm bây giờ nước cạn mà trên bờ mình giờ cũng nước cạn luôn rồi, nắng quá nắng luôn rồi. Nắng hết sức nắng, cây cối đồ chết hết rồi, vàng que hết trơn. Sau lưng mình là núi Bàn Chân Tiên gì nè, không biết. Chỗ thì nước quá nước, ở Tiền Giang, Mỹ Tho, Cầu Gạch Miễu với Sài Gòn. Từ mùng 1 tới mùng 4, mùng 4 Tết nước dâng lên quá thế rồi. Còn một chỗ thì không có nước đâu gì trơn. Cò bò mà không có cỏ nó ăn luôn cô chú anh chị ơi. Chắc là tội nghiệp, mấy con bò ngoài nó không có cỏ nó ăn. Nó đứng chơi dơ ngoài đồng. Trồng gãy, trồng đồ rồi chết hết trơn, không có nước tứ, nắng quá nắng hạn. Hồ hồ cá thì bây giờ Thủy Liêm trên núi Cấm bây giờ nước cạn hết. Chỉ có ít nước thôi để cho mấy chú cá sinh sống, mà bây giờ không biết còn nước hay không, lâu quá mà không có lên dãnh mình xem, mình review nữa. Bởi năm nay năm rồng nhiều có chuyện gì để xảy ra lắm nghe cô chú anh chị. Tảng đá này rất là bự nè, cũng như là mẹ mà che chở cho con nằm trên mẹ nè. À, tảng đá nhỏ nè, nằm trên tảng đá bự nè, cũng như hai mẹ con dựa vô lòng mẹ vậy đó. Chuyện rất là linh thiêng. Đây là một tảng đá nhìn như một chú, một con khủng long của chú anh chị ơi. Dài mà mỏ nhọn, có mỏ có mắt đàng hoàng luôn. Quá lạ, quá độc lạ luôn, quá tâm linh. Xung quanh mình toàn là đá không cô chú anh chị ơi. Mình đang ở trên núi mà. Cây cối rồi chết hết luôn à. Nắng khô hạn rồi cây chết hết rồi cô chú anh chị ơi. Đây là ở dưới chân núi. Cây cối rồi chết hết. Đây là bên hông mình là núi nè cô chú anh chị ơi. Nhắc này cũng cỡ 2-3 giờ, nắng quá nắng luôn rồi. Mình quay mình chia sẻ cho cô chú anh chị xem. Đá hết sức đá luôn cô chú anh chị ơi. Cục nào cục nấy bự không à. Mình phát hiện ra ở đây có cây bồ đề mọc trong đá nè cô chú anh chị ơi. Đá mà mọc trong cây bồ đề nữa nè. Cây bồ đề mọc trong đá nè cô chú anh chị. Đó, cây bồ đề mọc trong đá đó. Đá, cục đá bự vậy mà cây bồ đề nó mọc vô chính giữa trụ đó, cục cái tảng đá luôn. Hết sức bự luôn. Lên hình thấy giống khủng long. Dạ khủng long đó chú, dạ. Đá đó. Giống khủng long. Dạ. Dài. Mình nhìn không đẹp mà quay lên vô máy. Dạ. Dạ cái hình. Ra cái hình, mắt mũi luôn. Thì đi theo chú Năm để vô cái hang. Vô cái hang. Rất là mát luôn, trời này chú nói hang rất là mát ha coi. Dạ dạ. Sửa Hoàng Kim. Lấy quay có trái nè, ở trái năm ngoái nữa. Này có con cây một vậy đó hả chú mà. Đâu, dạ dạ dạ. Này, cái cây này anh so nào đó về từng biết chưa? Chưa. Còn có gặp mà chưa cái gần.
chú trồng thuốc nam nhóc trơn. Cái dạng linh, cái thuốc nam không à. Dạ. Bày kiến cò nữa, đi ra bày bày cò đậu theo. Dạ 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 đó. Dạ. Đó, trắng trắng như cò luôn vậy đó. Ừ. Còn đó là ngải sậy, dạ. Thuốc lắm. Đây là cái hang này. Ồ, đá bụi quá. Chưa. Đó, dạ. Qua đây gió mát của chú ơi. Đó, bước, lên bước lên này gió quanh năm vậy đó. Gió hết sức mát luôn đâu, đây. Đâu đâu có gì đặc biệt đâu mà mát vậy hả chú? Ừ, thôi đó. Hết sức mát hả? Nhà trăng không bước lên này cái gió lộn 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 mà. Mát hết sức mát luôn. Cây bồ đề. Cây bồ đề. Này mấy là cây lâm dồ. Lâm dồ hả? Nhưng mà trên đó hiện giờ là còn trái bơm nữa đó. Bơm gì chú? Bơm cũng như hồ trầu Mỹ á, Mỹ đó, nó bỏ bơm rồi nó lép con. Trên đó đó hả chú? Ồ, phải mình lên chỉnh quay được hả chú? Địa phương chính quyền ta biết không? Không, quyền chắc không biết. Bị giờ ở đây kỳ đó đồng đạo đi lấy thuốc á. Có leo rảnh, leo rảnh là thấy. Nằm im đó thôi. Rồi, nằm im thôi. Dạ. Nó bị lép là nó không nổ được hay là nó mình không biết làm sao hay là tại vì cái linh thiêng quyền ví của núi non không biết sao. Ở trên ngay cái góc chỗ cái góc cây góc cây đâm dầu hả chú? Đạn cho nó đạn hả chú? Bơm. Mới phát hiện ra cái trái bơm nó bằng bài lớn chú. Nghe cái chú bà xuống nó bà lớn vậy nè. Dạ. Bự vậy nè. Dạ. Bắt cấp đồ nè. Mà tôi thì không có leo nha, chú ba leo chú xuống chú nói bự vậy nè, chứ phải nhỏ. Vậy là còn ở chỗ luôn đó hả chú? Bơm còn đâu chứ. Đâu, cái vỏ nó lâu đời. Nhưng mà có cái này mình thấy đó chứ phải của mình đem lại đó. Dạ, dạ. Lâu đời nó lép rồi. Nhưng ở đây nó có cái quyền di là thấy không? Bước vô đây là gió vậy đó. Lên đây là mát quá, mát chú ơi. Chú cái hang này mát quá, thấy mát rồi. Chỗ này bước vô nhà rất là mát luôn, không biết gió. Quá mát luôn. Cái này biết sao không? Cái cây này là bị nó đang thay lá nè. Cái lâm dầu. Còn lá nguyên hay nó mát rụi như chưa ở trong nhà. Dạ. Cái lâm dầu đang thay lá nè chú ơi, thấy không? Nó đang thay lá. Lá nó rụng quá thế rồi. Nó đang chỗ này nó mát dữ lắm. Dạ. Dạ. Cây này nó mọc vô đá luôn mà chú. Ôm vô sát đá luôn nè. Cái rễ từ trên đó mà xuống dưới đất luôn. Cái này cũng có leo hay leo bằng đường nào chú? Leo đường này đó hả? Đường đậm một con chim luôn, leo theo rễ cây vậy. Leo rễ cây ha. Thăng lên. Dạ. Phải không leo chứ mình có dám leo đâu. Dạ, phải dây rễ cũng lên đó, cũng quay thử coi. Quay quá, không quay cho bơm, quay cho bơm chỉnh. Dạ, chú Hoàng, chú leo, chú cũng nói chú cũng dám leo. Đây là chú nó chỗ này cái như có một cái hang mà không phải cái hang nhưng mình chui xuống nghe cái hang mát hết sức mát luôn. Lúc ở dưới người ta cũng cổng luôn đó hả chú? Bước tới đây là gió nó luồn sao mà hay ngộ đó. Chú nói chú một quanh năm một cái tảng đá mà trong nhà đứng chân sắp thành cái hang luôn á. Ra đây là gió nhiên một bên ở dưới là trống lỏng luôn à. Khi nghĩ của anh gió luôn. Chỉ có giữa cài qua bên đây cái rồi. Hang hết sức đạt mát. Quá mát luôn. Dạ, ăn tu đi nè, mát lắm chú, yên tĩnh nữa. Nhìn lạ quá, một cái hang đá. Mắt gửi luôn cô chú anh chị ơi. Mát hết sức mát luôn. Trong cái hang đá nè. Tảng đá rất là bự luôn. Đây là có một cây lâm dồ nghe chú, hồi nãy chú kể là có một quả bơm còn nằm ở trên đó nghe cô chú anh chị. Quả bơm nằm trên cây lâm dồ đó. Mà bơm nó bị lép rồi. Cái bơm nó đã bị lép rồi cô chú anh chị ơi. Chuyện rất là lạ và linh thiêng. Bởi núi non mình không có nói chuyện bậy bạ được. Mình nghe sự thật mình mới nói được. Rễ cây lâm dồ này nó bám vô đá nó sống luôn nè cô chú anh chị, nhìn nè. Bám vô đá sống luôn. Đặc biệt nữa là chuyện rất là tâm linh. Có một cái bơm lép nó nằm trên cây lâm dồ chính. Mà giờ nó đã lép rồi, mấy chục năm rồi nghe chú mới kể á. Cái bơm nó bị lép rồi. Ở đây rất là linh thiêng và quyền bí tâm linh của chú anh chị ơi.
không uổng công mình lên đây mình quay phim cho cô chú anh chị xem đó. Đây xung quanh mình là đá núi rừng không. Đây mấy cây thuốc nam chú trồng nè, đang cho người ta trị bệnh nè, chú trồng cho người ta không đó, chú xin hút thuốc trị bệnh. Cảm ơn chú Năm chia sẻ nha chú Năm. Chúc chú Năm tu tập theo con đường tinh tập, an tâm an lạc. Dạ, Nam Mô Phật. Rồi, cảm ơn chú. Chú thêm dạ.